Xin chào các bạn. Trong đoạn video clip trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn về cách mà dùng phần mềm để phát hiện ra lỗ hổng có site scripting trên một trang web nào đó. Thì ở phía cuối video clip á, thì mình có soi cho các bạn cái hook mà cái phần mềm nó đưa ra thông báo. Ở đây trong cái trang demo của mình nó sẽ có hai cái lỗi, một lỗi là phương thức get, một lỗi phương thức post. Thì có site scripting á, thì nó có hai loại, đó chính là store và reflected. Store tức là dữ liệu của bạn nó được lưu trên server, reflected nó sẽ được truyền vào một số cái tham số, phần lớn là get ở URL. Ở đây mình sẽ demo về cái phương thức get trước. Thì lỗi ở đây là gì? Chuva.com sẽ chip box sẹt hỏi channel bằng gì đó gì đó. Thì nó sẽ hiển thị trang web ở khu vực thế này. Rồi, mình sẽ demo luôn cho bạn xem. Ở trên dịch web thì mình vô một cái địa chỉ là hỏi chấm channel bằng test. Thì ở đây nó sẽ hiện là chat kênh test, dù test 1 sẽ là kênh test 1. Thì chúng ta khai thác lỗ mềm cách nào? Như các bạn đã biết á, thì bên JavaScript á, chúng ta mình định rất là đơn giản thôi, đó chính là alert. Thì mình sẽ test cái lỗ hổng này bằng cách dùng cái lệnh alert chở tới email. Thì cái JavaScript chúng ta sẽ đặt ở trong tag script. Ở đây mình sẽ alert cái chữ SSH ra màn hình. Đó. Sau khi truy cập vào đường dẫn này, lập tức cái khung thông báo sẽ hiện lên với nội dung là SSH như các bạn đặt ở đây. Rồi. Còn về cái lỗ hổng thứ hai, nó nằm ở một post, và cụ thể ở đây là cái đoạn message hoặc là tên. Đó, mình sẽ quay về kênh test của mình. Ở đây là message và tên, thì mình sẽ test vào cái message này. Cái lỗ hổng này gọi là store thì nó sẽ nguy hiểm hơn rất là nhiều so với reflected. Đó là do nội dung chúng ta đăng lên đều được ghi lại ở trên server, chứ không nhất thiết phải gửi cả đường link dài lòng ngoằng ở trên này cho nạn nhân thì rất là dễ bị phát hiện. Ở đây cũng tương tự như ví dụ hồi nãy, mình sẽ dùng đoạn script alert luôn. Đó, ví dụ mình gõ đàng hoàng ra xin chào để mọi người không nghi ngờ. Đó, vẫn hiện xin chào bình thường. Rồi. Tất nhiên là ở alert này á, thì chúng ta chỉ là để test lỗ hổng thôi, chứ chưa có thể nào mà khai thác được. Có một số cách khai thác, đó chính là bạn hãy chèn vào đây một đoạn script là location.href bằng google.com. Thì bằng cách này thì khi người ta truy cập vào trang web, lập tức trình duyệt sẽ dẫn sang một cái trang web mà độc hại nào đó của bạn, với mục đích là để cho bạn khai thác thông tin. Và cách khai thác thứ hai rất là tinh vi á, mình sẽ đánh cắp cái session mà nạn nhân đang đăng nhập. Như các bạn đã biết á, thì khi mà chúng ta đăng nhập một trang web thì cái thông tin đăng nhập của chúng ta sẽ được lưu lại ở trong cookie. Thường là trong đó sẽ có session, hoặc là ở một số trang web mà không tốt thì họ thậm chí họ sẽ lưu cả cái username và password của cái người truy cập vào trong đó. Ở đây ví dụ mình vô trang này. Đây là quản trị cookie của chúng ta. Thì ở đây mình có trang web của mình là chỉ có session ID thôi. Mình có thêm vào đây hai cái trường là user và pass để dễ test, để xem độ nguy hiểm của nó. Ở đây chúng ta sẽ khai thác bằng cách dùng cái đoạn script sau đây. Đoạn script này có nghĩa là
nó sẽ dẫn nạn nhân, nó sẽ đặt cái iframe vào trang web với kích thước là 0x0 để cho nạn nhân không thể nào mà thấy được. Nó sẽ gọi đến cái trang web của chúng ta dùng để lưu cookie, và thông số truyền vào là cookie của trình duyệt nạn nhân. Các bạn có thể dùng document.in.html để mà chèn thêm một cái đoạn iframe 0x0 nhỏ ở đây. Theo trang web bình thường thì ta sẽ không phát hiện. Tuy nhiên đây là chatbot thì cái phần nội dung này nó sẽ lắp đi lắp lại sau khoảng thời gian mình đặt là 1 giây, nên nếu mình dùng cách đó thì nó sẽ tạo rất là nhiều iframe ở dưới. Giờ mình sẽ demo, mình sẽ dùng cái lệnh là document.write. Đó. Lập tức đoạn script được thực thi và đây là cái iframe của chúng ta, nó đã thay thế toàn bộ trong web này. Và để lấy cookie chúng ta chỉ việc truy cập vào cái trang chúng ta định sẵn hồi nãy, như mình ví dụ trang get cookie, và nó sẽ lưu vào cái file cookie.tt này. Đó, user bar session id tất cả đều có. Bạn chỉ việc add ngược thông số này vào cookie của bạn, và thế là chúng ta đã có thể được lượng 99 đăng nhập với tư cách là nạn nhân. Để khắc phục cái lỗ hổng cross site scripting này á, thì như các bạn thấy bên đây á, như bên video clip á, là mình có hai chỗ cần phải sửa đổi. Thứ nhất là file index và thứ hai là file send. Để khắc phục thì đơn giản chúng ta sẽ mã hóa các cái thẻ, thẻ phông, thẻ script gì đó, chúng ta sẽ mã hóa các cái từ đặc biệt này. Chúng ta sẽ dùng cái hàm PHP có tên là HTML entities. Hàm này sẽ mã hóa tất cả các ký tự, các cái ký hiệu HTML đó. Hoặc bạn có thể dùng một số cách khác, ví dụ như là replace hết toàn bộ cái thẻ tag này, hoặc replace chỉ có tag script thôi, để mà chúng ta có thể thêm một số tính năng khác, ví dụ như là thẻ phông trang trí size chẳng hạn. Ở đây mình sẽ dùng cái thẻ HTML entity này. Rồi, mình cũng sẽ áp dụng luôn vào cái file này. Rồi, như vậy chúng ta áp dụng thành công. Mình sẽ vào xóa chatlog đi để test lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test về cái lỗi thứ nhất về get đó. Mà thấy tên phòng đã hiện ra khác với hồi nãy thì nó đầy đủ nguyên cái chúng ta truyền vừa là ngoặc script và đóng ngoặc script này nọ. Thực chất đây nó đã bị mã hóa, không còn dưới dạng là script thế này nữa để mà thực thi cái đoạn mã trong trình duyệt, mà nó sẽ dùng các ký tự HTML để thay thế cho các cái từ đặc biệt này. Do đó chúng ta sẽ an toàn hơn. Và tương tự chính xác những gì chúng ta đã gõ, nhưng mà bên trong nó lại chính là những cái ký tự được mã hóa. Rồi, như vậy là mình đã trình bày cho các bạn về cái cách mà quét lỗ hổng cũng như khai thác và phòng chống lỗ hổng này. XSS rất là dễ fix, nhưng mà rất là nhiều trang web đã dính phải lỗi này, kể cả những trang web lớn. Và do đó chúng ta phải dùng những cái tool thật mạnh để quét thật kỹ những lỗ hổng này khi mà làm một trang web nào đó. Mình chúc các bạn sẽ thử nghiệm thành công với lỗ hổng này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.